ít. 1.290.000 một đôi loa này, âm ly có 299 thôi ạ. Em Tuấn mở khóa cho bác nhé. Đây nha, test luôn. Lâm Ly có 299.000 này các bạn. Đánh con này hay lắm, phê lắm. Mà đôi loa này còn chưa cho vào thùng nữa, cho vào thùng nữa thì báo cáo bác là vô đối luôn. Mức giá thì quá bèo, 1.290.000. Anh nào nhu cầu liên hệ anh Tuấn. Chào các bác.